kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Cà phê sáng của truyền hình Bình Phước. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày thứ bảy rồi, có nghĩa là chỉ còn hôm nay và ngày mai nữa thôi thì nhiều người trong chúng ta lại bắt đầu trở lại với công việc, với nhịp điệu cuộc sống thường ngày, kết thúc đợt nghỉ Tết Nhâm Dần bên cạnh người thân yêu của mình. Nói như vậy chắc có lẽ là Minh Nhật cũng phải tranh thủ chọn một địa điểm nào đó để vui chơi cùng với gia đình, với bạn bè. Nhưng mà Hữu Trung biết là đặc thù công việc của chúng ta khá là bận rộn, cho nên là chọn một điểm nào đó hơi gần gần chút xíu. Không biết là Hữu Trung có gợi ý gì không? Minh Nhật thì rất là thích thiên nhiên. Chắc chắn là có rồi, nhiều lần khác đó chị Minh Nhật. Và Hữu Trung sẽ giới thiệu đến chị Minh Nhật cũng như là quý vị khán giả một địa điểm ngay tại tỉnh Bình Phước của chúng ta thôi, nơi mà hiện diện những địa điểm mang vẻ đẹp hữu tình nên thơ, mà khi có mặt ở đó chúng ta cảm thấy là rất bình yên. Một điểm mà tôi mới biết đó là ở tại thị xã Phước Long của tỉnh Bình Phước chúng ta. Nghe Hữu Trung nói như vậy thì Minh Nhật cũng khá là tò mò. Hữu Trung có thể mô tả chi tiết hơn chút xíu không nè? Kính thưa quý vị và các bạn cũng như là chị Minh Nhật, những hình ảnh không gian thơ mộng của một điểm đến sinh thái gần gũi với thiên nhiên ở thị xã Phước Long. Và Hữu Trung sẽ giới thiệu chi tiết hơn đến chị Minh Nhật cũng như là quý vị khán giả. Còn bây giờ, trước tiên thì chúng ta sẽ đến với các tin tức có trong chương trình Cà phê sáng hôm nay. Vâng, thưa quý vị, như chúng tôi vừa nhắc ở phần đầu của chương trình, hôm nay thì mọi người đang tận dụng 2 ngày còn lại của kỳ nghỉ Tết để vui chơi, sau đó bắt đầu tăng tốc trở lại với nhiệm vụ của mình. Đối với người công nhân thì trong năm Tân Sửu đầy biến động vừa qua, họ đã trải qua nhiều khó khăn do dịch Covid-19. Vì vậy, so với những năm trước thì Tết năm nay, số lượng công nhân tại Bình Phước đăng ký về quê thấp hơn mọi năm. Vậy trong năm mới này, anh chị em công nhân trên địa bàn tỉnh Bình Phước ước mơ kỳ vọng vào những điều gì? Sau đây là phỏng vấn nhanh của nhóm phóng viên thời sự BBTV. Mời quý vị cùng theo dõi. Mong là dịch bệnh mình sẽ được đẩy lùi để mọi người có thể trở lại cuộc sống bình thường, công việc có thể ổn định, công ty thì ngày càng phát triển hơn, để mọi người có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Mong công ty có nhiều đơn hàng hơn, dịch bệnh là được đẩy lùi để là được công nhân là có đời sống được ổn định hơn, rồi ngày càng phát triển hơn. Công việc là thuận lợi và phát triển, gia đình thì hạnh phúc. Tôi muốn công việc của mình sẽ hoàn toàn mới, về thu nhập cũng khá là cao. Về gia đình thì tôi muốn gia đình tôi lúc nào cũng bình an. Mong muốn công ty làm ăn thì còn khấm khá, buôn bán rất là tốt, chăm lo đời sống cho công nhân tốt hơn năm 2021. Công ty cũng như là về công đoàn của mình sẽ càng ngày phát triển nhiều hơn nữa, sẽ có nhiều một cái sự khuyến khích đối với những hoàn cảnh khó khăn, có nhiều cái cơ hội để tạo dựng lên nhiều hơn nữa. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song với sự chung tay của các cấp ủy chính quyền, tổ chức công đoàn, sự phối hợp của các cấp ngành, cộng đồng, các doanh nghiệp đã góp phần từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, giúp họ yên tâm sản xuất, gắn bó và cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp địa phương. Vâng, thưa quý vị và các bạn, năm mới 2022, dịch Covid-19 được dự báo là vẫn chưa thể chấm dứt. Vì thế, người dân và cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, đi cùng với đó là những cơ hội mới mở ra cho doanh nghiệp. Với các kịch bản sản xuất, kinh doanh trong điều kiện bình thường mới, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã và đang chủ động đón bắt thời cơ, biến thách thức thành cơ hội thông qua những giải pháp linh hoạt và hiệu quả. Thời điểm bùng phát dịch Covid-19 năm 2021 cũng là khoảng thời gian công ty cổ phần tập đoàn Gia Bảo có cơ hội nhìn lại những mất đi của mình. Thay đổi chiến lược kinh doanh trong thời gian tạm nghỉ dịch, Gia Bảo đã phát triển thêm những sản phẩm mới, đồng thời sáng tạo mẫu mã logo mới cho thương hiệu hạt điều Bà Tư. Mặt khác, doanh nghiệp cũng nghiên cứu thay đổi cách thức bán hàng, tìm kiếm cơ hội thông qua các sàn thương mại điện tử
website của công ty nhằm đưa sản phẩm đến với khách hàng quốc tế. Kết quả, các sản phẩm hạt điều Gia Bảo đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Tiki, Shopee. Doanh nghiệp liên kết mở được đại lý phân phối tại Đài Loan, tiếp cận thị trường Nhật Bản, Singapore. Những kết quả đó là động lực để doanh nghiệp chủ động đón bắt cơ hội trong năm mới 2022. Ngoài cái tìm kiếm khách hàng ở thương mại điện tử, thì Gia Bảo cũng đang tập trung vào cái kênh hiện đại của hệ thống trong nước, thì là các hệ thống siêu thị, các cửa hàng tiện lợi. Thì các sản phẩm này cũng được người tiêu dùng trong nước rất là đón nhận rất là nhiều. Thì Gia Bảo cũng đưa cái mục tiêu là đưa các sản phẩm tốt nhất để đưa đến với người tiêu dùng, mang những cái giá trị tốt hơn để chia sẻ với lại người nông dân sau cái thời gian khó khăn. Theo ông Lý Trường Trinh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Nhôm Kính Trường Hải, năm 2021 là một năm khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp tại Bình Phước nói riêng. Tuy nhiên, đó cũng là cơ hội cho những doanh nghiệp có tiềm năng xây dựng và khẳng định thương hiệu bằng việc tạo ra các đột phá trong sản xuất, kinh doanh. Là doanh nghiệp chuyên kinh doanh trong lĩnh vực nhôm kính, năm qua, công ty đã cung ứng khoảng 80% nguồn vật tư cho các bệnh viện dã chiến và một số công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh xuyên suốt mùa dịch. Sản xuất khoảng 20.000 m2 cửa cao cấp, cung ứng ra thị trường trung bình hơn 200 tấn nhôm mỗi tháng và khoảng 1 triệu m2 kính trong năm 2021. Trường Hải hiện đã xây dựng được hệ thống 450 đại lý trên địa bàn toàn tỉnh với tiêu chí phục vụ khách hàng là uy tín, nhanh, chất lượng và ổn định. Trong năm 2022 thì nhận định của công ty là một năm sẽ có rất nhiều là biến động, nhưng tuy nhiên là Bình Phước sẽ phát triển rất nhiều về khu công nghiệp như là Bicommex hay là Thành Phương này nọ, vân 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 vân. Đấy là những nơi tập trung rất là nhiều, là sẽ nguồn vật tư rất là nhiều, nên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức là cung ứng đầy đủ, bảo đảm tồn kho để mà đồng hành cùng toàn mọi công trình lớn nhỏ cho tỉnh Bình Phước. Do đó thì đó là một thế mạnh cho năm tới. Năm 2022, ngoài dịch bệnh COVID-19, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức như tăng giá thành nguyên vật liệu, chi phí vận tải cao, chi phí logistics tăng, sức mua giảm, sự cạnh tranh trước các đối thủ và nhất là tình trạng thiếu lao động. Tuy nhiên, đây cũng là thời cơ để các doanh nghiệp thử sức với các ý tưởng, dự án kinh doanh mới, tìm ra hướng đi phù hợp với nhu cầu thị trường, đồng thời mạnh dạn triển khai các giải pháp giữ chân người lao động. Đây là một công việc nó khá là ổn định về thu nhập, thì mình thì sẽ là gắn bó lâu dài và sẽ có nhiều cái hướng để nhìn thấy cái tương lai nhiều hơn. Ví dụ như là có một số anh em trước đây làm thì cũng đã tạo điều kiện cho mình mở cơ sở riêng để làm ăn. Thì mình cũng hướng tới là như vậy, học thêm được một cái nghề. Để mình ra nghề mình làm chủ. Phát triển thương mại điện tử, nắm bắt các giải pháp công nghệ, khai thác các lợi thế từ chuyển đổi số được nhận định là chìa khóa giúp doanh nghiệp vượt qua thách thức, đón bắt cơ hội của thị trường trong năm mới. Có thể nói rằng năm 2022 này sẽ là năm thế giới phẳng, các doanh nghiệp có cơ hội như nhau trong việc khẳng định bản lĩnh, thể hiện năng lực thích ứng, sáng tạo, sự cạnh tranh khi tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm toàn cầu. Chương trình cà phê sáng nay được tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ghi nhận trong 4 ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhiều điểm du lịch trên cả nước đã bắt đầu đông khách trở lại, có nơi thậm chí là quá tải. Đây có thể coi là một tín hiệu vui trong những ngày đầu năm mới với ngành du lịch sau một thời gian dài đóng băng vì dịch COVID-19, tín hiệu khởi sắc cho du lịch nội địa. Ghi nhận tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng trong nước, các phòng nghỉ khách sạn hạng sang từ 4 đến 5 sao, tuy giá cả đã tăng lên nhiều so với ngày thường, nhưng hầu như đã được khách đặt kín phòng. Hình ảnh những điểm du lịch đông người trở lại, những bãi biển kín người là tín hiệu khởi sắc cho du lịch nội địa. Để phòng tránh dịch bệnh khi đi du lịch, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ và khách du lịch cần thực hiện nghiêm túc khuyến cáo, hướng dẫn của ngành y tế về phòng chống dịch COVID-19.
Trong năm 2022, ngành du lịch Việt Nam phấn đấu đón khoảng 65 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 5 triệu lượt khách quốc tế, 60 triệu lượt khách nội địa, bằng 150% so với năm 2021. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 400.000 tỷ đồng. Một thông tin đáng quan tâm dành cho người dân và du khách đến với thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày đầu xuân năm mới, đó là đường Hoa Nguyễn Huệ sẽ đón khách thêm 2 ngày là hôm nay và ngày mai nữa, thay vì đóng cửa vào tối hôm qua như kế hoạch ban đầu. Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định kéo dài thời gian tham quan đường Hoa Nguyễn Huệ nhằm phục vụ nhu cầu tham quan của người dân. Để duy trì diện mạo đường hoa thêm 2 ngày, ban tổ chức đã cho bố trí hoa thay thế. Các bộ phận kỹ thuật, hậu cần, bảo vệ, công nhân tiếp tục nhiệm vụ để đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ người dân. Khai mạc tối ngày 27 Tết, suốt thời gian mở cửa đến nay, số lượng khách tham quan đường hoa vượt 30% so với năm ngoái. Ban tổ chức có lúc phải ngưng hoạt động đường hoa để giãn bớt khách bên trong để phòng dịch. Khi tham quan đường hoa, kể cả khi chụp ảnh, khách được yêu cầu phải đeo khẩu trang. Năm nay là lần thứ 19 đường hoa Nguyễn Huệ được tổ chức. Thưa quý vị, bước vào năm mới Nhâm Dần 2022, chúng ta luôn mong chờ một năm mới khỏe mạnh, sung túc và tràn đầy năng lượng, như là loài hổ luôn kiêu hãnh tiến về phía trước. Và hình ảnh loài hổ dũng mãnh như vậy thường được tái hiện trong vô số tác phẩm nghệ thuật của nước ngoài, đặc biệt là qua những trang sách, những câu chuyện thiếu nhi hư cấu bởi sự gần gũi, đáng yêu và cả chút danh mãnh của ông Ba Mười. Một chú hổ tới nhà dân để thưởng trà, điều tưởng như không thể ấy lại trở thành có thể trong câu chuyện hư cấu có tên Vị Khách Không Mời của nhà văn người Anh Judith Kerr. Được tác giả lấy cảm hứng từ những ký ức thời thơ ấu, chuyện kể rằng cô bé Sophia đang ngồi uống trà cùng mẹ trong bếp. Nhưng bữa trà chiều lại xuất hiện một vị khách bất ngờ, đó là một chú hổ với đôi mắt ấm áp, miệng mỉm cười. Ăn uống xong, hổ rời đi và chẳng bao giờ trở lại nữa. Trải qua hàng chục năm, đây vẫn là tác phẩm thiếu nhi được yêu thích trên khắp nước Anh. Ta chưa từng có người bạn chân tình nào cả, ngoại trừ người đó và Tát. Đây có thể coi là câu thoại kinh điển của công chúa Jasmine trong bộ phim hoạt hình Aladdin do Walt Disney sản xuất năm 1992. Dựa trên câu chuyện thần thoại Aladdin và cây đèn thần, Razat là hổ nhưng cũng là thú cưng, là phụ tá đắc lực, là người bạn đồng hành đáng tin cậy của công chúa Jasmine xuyên suốt cả tác phẩm. Cũng trong một tác phẩm nổi tiếng khác dành cho thiếu nhi có tên Câu chuyện rừng xanh của tác giả Rudyard Kipling, Shekhan được mô tả là con hổ sống ở rừng già Ấn Độ. Với bản tính không ưa loài người, nó luôn rình rập hòng tìm cách ăn thịt cậu bé Mowgli, nhân vật chính của chuyện. Có thể nói, qua tác phẩm dành cho thiếu nhi này, Shekhan đại diện cho cái ác và lòng tham, song cũng thể hiện hình ảnh một con hổ tinh khôn với nhiệm vụ canh giữ đèn thiêng trong rừng già Ấn Độ và là chúa tể của cả khu rừng. Không chỉ dũng mãnh, dữ dằn, hổ cũng rất là yêu và ngộ nghĩnh dưới góc nhìn của nhà văn người Anh Alan Alexander Mean. Đó là Tigger với chất giọng khàn và di chuyển qua bước nhảy tưng tưng bằng đuôi. Tigger là bạn thân thiết của gấu Grindelwald trong tác phẩm cùng tên. Sau này, khi Walt Disney quyết định chuyển thể câu chuyện về gấu Pooh thành series phim hoạt hình, hổ Tigger có nhiều cơ hội đến gần hơn với khán giả nhỏ tuổi trên khắp thế giới nhờ tính cách vui vẻ, tâm hồn ngập tràn sự tươi vui. Lễ chào đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần có một con hổ giấy khổng lồ đã được dựng lên ngay bên ngoài nhà máy điện Battersea đã ngừng hoạt động ở thủ đô London của Anh. Hiện nhà máy này đã được chuyển đổi mục đích sử dụng để trở thành tổ hợp giải trí và là một trong những địa điểm tham quan ưa thích tại London. Con hổ giấy khổng lồ này được dựng lên bằng kỹ thuật gấp đèn lồng truyền thống kết hợp công nghệ ánh sáng để tạo nên tác phẩm nghệ thuật thu hút sự chú ý đặc biệt của khách tham quan. Đây là một trong hàng loạt tác phẩm vừa mang nét đẹp truyền thống Á Đông, song cũng không kém phần hiện đại được trưng bày trong khuôn khổ lễ hội ánh sáng Battersea.
Lễ hội ánh sáng là cách tuyệt vời để thắp sáng không khí ảm đạm của tháng Giêng và tháng 2, giai đoạn âm u nhất trong năm ở Anh. Chúng tôi có rất nhiều không gian mở tại Battersea và giúp du khách có thể thư giãn cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong số những tác phẩm được trưng bày ở Battersea, có thể kể đến màn hình cỡ lớn được ghép từ 1.200 màn hình nhỏ với khả năng nhận biết chuyển động của du khách để hiển thị lên màn hình. Hai ngôi nhà được làm bằng kính urani có khả năng phát tạo màu xanh huyền ảo dưới đèn cực tím. Lễ hội ánh sáng tại Patouche năm nay diễn ra từ ngày 13 tháng 1 và kết thúc vào ngày 27 tháng 2. Thưa quý vị và các bạn, cũng như là chị Minh Nhật ở đầu chương trình thì tôi cũng đã giới thiệu rằng là sẽ giới thiệu đến chị cũng như là quý vị khán giả đến một nơi mà nơi đó thì chúng ta sẽ tan biến mọi căng thẳng cũng như là mệt mỏi. Thực ra là Minh Nhật cũng đang rất là nóng lòng và Minh Nhật tin rằng là quý vị khán giả đang theo dõi cũng đang rất muốn biết địa điểm đó là ở đâu đúng không ạ? Vâng, đó là một nơi mà không gian và khung cảnh rất là xanh tươi, yên bình và mời chị Minh Nhật cũng như là quý vị khán giả cùng đến với Sơn Long Fields ở thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước với bức tranh thiên nhiên hữu tình trở thành điểm hẹn của du khách đến thưởng ngoạn. Chỉ với diện tích hơn 1 hecta nhưng du khách được thưởng ngoạn với nhiều tiểu cảnh bắt mắt, những phiến đá, hồ nước, cánh đồng hoa đủ loại. Sự kết hợp hài hòa bởi cảnh thiên nhiên của cỏ cây, hoa lá, của dòng nước đã tạo nên không gian hữu tình. Mặc dù đi vào hoạt động vào tháng 1 năm nay, nhưng với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, không gian xanh mát cùng khí hậu ôn hòa, nơi đây là điểm thú vị níu chân du khách cũng như cho các bạn đam mê chụp hình thưởng ngoạn. Khung cảnh ở đây thoáng mát với thoải mái. Nếu như mà Tết thì nếu tụ họp gia đình thì mọi người đến đây cũng là tuyệt vời. Khung cảnh nơi đây rất là tuyệt vời. Để nói là nơi đây thì rất là thoải mái và yên tĩnh. Tôi cảm thấy rất là thoải mái và thích thú khi đến đây. Phong cảnh đây rất là đẹp. Cụ thể là gì ạ? Thấy nó tự nhiên tiếp xúc, nó dễ gần gũi giống như là cảnh tự tạo ra. Xu hướng chung của rất nhiều người hiện nay là được sống hòa mình cùng thiên nhiên trong không gian thoáng đãng tươi mát. Các khu du lịch sinh thái ra đời và chiếm vị trí quan trọng, đáp ứng được nhu cầu vui chơi, ngắm cảnh của người dân. Dịp Tết Nguyên đán vì thế mà hình ảnh những vùng quê trở nên đẹp hơn với cảnh sắc thiên nhiên gần gũi. Cũng có đi tham quan nhiều nơi, sau đó là về mình đúc kết ra mình thêm thắt, mình cải tạo thêm một chút đó, mình làm ra những cái cảnh như thế này đó. Có chòi lá, có thuyền, có hồ nước để có nhiều cảnh để mọi người đến, người ta có nhiều góc chụp đẹp hơn. Cái mong muốn coi như là lớn nhất đó là góp một phần để mọi người biết đến du lịch của Bình Phước mình hơn. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến việc gặp gỡ bạn bè có phần hạn chế. Vậy nên mô hình du lịch an toàn lên ngôi và được nhiều du khách quan tâm. Với không gian rộng, cảnh quan thơ mộng, khí hậu trong lành, điểm đến này đang là điểm hẹn dành cho những ai yêu thích sự yên tĩnh, trôi theo những xúc cảm bồng bềnh và muốn tạm gác lại những bộn bề tất bật của cuộc sống thường nhật. Và không biết là sau những hình ảnh vừa rồi chị Minh Nhật vừa theo dõi thì cảm thấy nơi này như thế nào ạ? Rất là thú vị, rất là tuyệt vời và chắc chắn là Minh Nhật cũng phải lưu lại rất là nhiều những cái khoảnh khắc khi mà Minh Nhật cùng với bạn bè hay là người thân của mình đến đó. Thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Cà phê sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị có một ngày vui tươi, hạnh phúc và thật nhiều ý nghĩa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.